Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ vì những giận dỗi vô cớ, những ham muốn ích kỷ nhỏ nhen mà người vợ sẵn sàng ra tay tước đoạt đi mạng sống của một người mà từng chung sống với mình một cách dã man nhất, nhưng lại ẩn dưới lớp vỏ bọc là một người vô tội khi chính ả là người đứng đằng sau thuê sát thủ ra tay sát hại với chồng mình. Chi tiết vụ án ra sao, bản án nào dành cho gã? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Khoảng 21 giờ ngày 7 tháng 4, người dân ở phường Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh nghe tiếng la hét và đồ vật bị đổ vỡ từ căn nhà cho thuê của ông Nguyễn Xuân S, 50 tuổi. Mọi người đổ ra xem có chuyện gì thì bất ngờ thấy một bóng đen lao ra, nhảy lên xe máy định bỏ chạy. Biết có chuyện chẳng lành, người dân xông lại khống chế, bắt giữ gã thanh niên lạ mặt ấy. Vài người chạy vào nhà và phát hiện ông S đang nằm bất động trong vũng huyết với nhiều vết thương trên cơ thể. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do mất nhiều máu, ông S đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Gã thanh niên lạ mặt bỏ chạy từ nhà của ông vào thời điểm vụ án xảy ra được bàn giao cho cơ quan công an. Từ đây, một tội ác khó tin dần bị lật tẩy. Gã thanh niên này được công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ là Hoàng Văn Lâm ở tỉnh Hưng Yên. Bằng những biện pháp nghiệp vụ và tại hiện trường vụ án, biết mình không thể chối tội, Lâm khai nhận chính anh ta là kẻ đã ra tay cướp đi sinh mạng của ông S. Các điều tra viên xác định Lâm vốn là người từ nơi khác đến, từ trước tới nay chưa từng có quan hệ gì với nạn nhân. Vậy lý do vì sao một kẻ không mâu thuẫn, không thù oán gì với ông lại có thể ra tay tàn bạo đến như vậy với nạn nhân? Khi đi tìm lời giải cho động cơ vụ án giết người này, nhiều điều tra viên công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một sự thật vô cùng bất ngờ về hành vi và thủ đoạn cũng như cách thức vô cùng tinh vi của hung thủ. Theo lời khai của Lâm, cách đây vài ngày, gã được một người bạn tên Nguyễn Văn Đức, 35 tuổi, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh, thuê đánh dằn mặt ông S. Dựa theo lời khai của Lâm, ban trinh sát lần theo manh mối đã tóm gọn Đức về cơ quan điều tra để lấy lời khai về hành vi trên. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận giữa mình và nạn nhân cũng không hề có sự quen biết từ trước, hay thậm chí còn không biết nạn nhân là ai và xuất thân từ đâu hay lai lịch như thế nào. Qua điều tra, công an nhận thấy đây là một vụ án hết sức phức tạp, bởi lẽ những người được thuê thực sự không biết nạn nhân từ trước. Vậy ai mới là thực sự của người đứng sau vụ án mạng? Được biết, về bản thân ông S là một người khá kín tiếng, có lối sống lành mạnh và không có thù hằn với bất kỳ ai ở ngoài xã hội, lại là người có thu nhập chính trong gia đình, nên phòng cảnh sát điều tra thu hẹp các đối tượng khả nghi nhất. Lúc này chỉ còn những đối tượng xung quanh nạn nhân. Được biết, ông S cũng không có mối quan hệ ngoài luồng nào, nên người khả nghi nhất lúc này chính là Nguyễn Thị Chín, vợ của nạn nhân. Được biết, khi nghe tin ông S qua đời, vợ của nạn nhân không hề tỏ ra xót thương hay hoang mang, trái lại, lại cảm thấy rất bình thường, đó như một lẽ đương nhiên. Điều này đã làm cảnh sát điều tra cảm thấy nghi ngờ về người vợ này. Song chưa có bằng chứng để có thể tiến hành truy bắt hung thủ. Quay trở lại với Đức, trong quá trình lấy lời khai, hắn có khai rằng được một người đàn bà tên Dung thuê để dằn mặt anh S với giá tiền 20 triệu đồng. Ngay lập tức, Dung cũng được mời về cảnh sát điều tra để lấy lời khai. Điều bất ngờ hơn là giữa Dung và S cũng không hề có quen biết nhau từ trước. Người đàn bà này khai báo quanh co, không đi thẳng vào vấn đề lý do vì sao thuê người tước đoạt mạng sống của anh S, mà chỉ khai báo rằng do trước kia biết anh S có nhà cho thuê. Trong thời gian Dung thuê phòng tại đây, có đôi lần hai bên to tiếng và nhiều chuyện mâu thuẫn không thể giải quyết được, dẫn đến việc ông S thôi không cho Dung thuê nhà nữa. Lâu dần, đâm ra Dung thù ông S nên thuê người để dằn mặt, nhưng không ngờ lại thành ra tước đi mạng sống của ông. Trước những lời khai của Dung, nghe thì hết sức thuyết phục, nhưng nếu chỉ vì những lý do như vậy mà để hung thủ phải thuê người thì thực sự là vô lý, nhất là trong hoàn cảnh một người đi thuê nhà mà lại có sẵn 20 triệu để thuê người thì lại càng vô lý hơn. Nên việc khai báo của Dung vẫn còn đang ẩn chứa và che giấu một điều gì đó phía sau. Điều này khiến cảnh sát điều tra hết sức đau đầu, phần vì nôn nóng muốn phá vụ án, giải tỏa sự oan ức cho gia đình, phần vì muốn đưa kẻ thù ác ra trước pháp luật. Mà động cơ gây án thực sự của hung thủ là gì và tại sao lại phải nhờ hết từ người này qua người khác? Liệu lời khai của Dung có thực sự là chính xác? Qua điều tra các mối quan hệ của Dung và điều tra lịch sử cuộc gọi trong những ngày gần đây, các trinh sát nhận thấy Dung và vợ nạn nhân là bạn thân của nhau đã lâu.
Từ đây, manh mối dần dần được hé lộ ra. Qua điều tra và đấu tranh khai thác, mãi đến hôm thứ tư, do sức khỏe và tinh thần đã quá mệt mỏi vì liên tục bị lấy lời khai, cuối cùng không chịu được áp lực nên Dung đã đành khai hung thủ thực sự đứng sau vụ án là Nguyễn Thị Chín, vợ của nạn nhân. Dung và Chín có chơi thân với nhau. Dạo gần đây, thấy Chín thường xuyên tâm sự với mình là cảm thấy chán ghét chồng hay bị mắng nên thành ra ấm ức. Nhiều lần còn bị đe dọa là sẽ bỏ nhau, ly hôn và nhiều những mâu thuẫn trong gia đình về vấn đề tiền nong. Mọi kinh tế hay chi phí trong gia đình đều do ông S nắm, chứ Chín không được biết. Thêm nữa là do nghi ngờ chồng cầm tiền sẽ đi bao gái bên ngoài và có những mối quan hệ ngoài luồng, không còn chung thủy với mình nữa, đâm ra sinh nghi ngờ. Dựa theo lời khai của Dung, ban chuyên án nhanh chóng tóm gọn Nguyễn Thị Chín ngay sau khi ả đang có ý định rời khỏi nơi cư trú trong đêm. Tại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra, Chín khai nhận chính mình là người đứng sau sự ra đi của ông S và là chủ mưu của tất cả mọi thứ. Ban đầu, do nghi ngờ tình cảm và mâu thuẫn trong chuyện gia đình nên có tâm sự với Dung và nhờ thuê người đánh dằn mặt. Nhưng không ngờ kẻ được thuê lại ra tay sát hại ông S. Đó là sự cố ngoài ý muốn mà chính bản thân Thị cũng không ngờ tới. Theo như chi tiết vụ việc, Dung có nhận lời giúp trong việc này nhưng không trực tiếp ra tay mà có liên hệ nhờ Đức. Đức đồng ý và liên hệ với Lâm để đặt vấn đề và được gã này đồng ý. Cả nhóm hẹn nhau ngày 3 tháng 4. Lúc này, Dung đi xe ô tô về Hưng Yên đón Lâm sang Uông Bí. Tại đây, Chín nói chỉ có 20 triệu đồng và bảo Dung đưa cho Lâm. Sau đó, cả nhóm hẹn nhau đi cà phê để bàn cho phi vụ động trời này. Vợ chồng Chín có cho thuê một căn nhà ở dưới mở quán cà phê kinh doanh. Chín bày cách cho Lâm đến thuê phòng rồi nhận mặt ông S để dễ bề ra tay. Sau khi nhận mặt, Lâm lượng sức không thể đánh được nên có vẻ muốn khoái thác. Cũng thời điểm này, Đức bày cho Lâm là lấy mấy mảnh vụn bóng đèn trộn với ớt ném vào mặt ông S trước khi ra tay. Cả nhóm đồng ý nhất trí chỉ dọa cảnh cáo ông S, sau đó rút lui và Lâm nhận ngay số tiền 20 triệu từ Chín. Ngay sau đó, Lâm đã quyết định ra tay. Hắn đi xe máy đến nhà ông S để thuê phòng nghỉ. Trước đó, hắn có mua và chuẩn bị sẵn một vật sắc giấu trong người để phòng thân và sử dụng với mục đích dằn mặt nạn nhân, và chuẩn bị thêm cả cát trộn với ớt bột để làm công cụ. Khi ngồi uống cà phê, Chín nhận mặt ông S một lần nữa cho chắc. Đến 21 giờ ngày 7 tháng 4, Lâm mò lên phòng ông S, thấy người này đang nằm. Lâm giả vờ nhờ nạn nhân gọi hộp của cuộc điện thoại. Lợi dụng lúc ông đang bấm số, mất cảnh giác, Lâm lấy nắm cát trộn ớt bột ra ném thẳng vào mặt ông này. Bị cát và ớt bột làm cay mắt, ông S luống cuống chống trả. Khi được hỏi tại sao Lâm lại ra tay sát hại ông, hắn khai trong lúc chống trả, nạn nhân với cơ thể to lớn hơn nên đã dễ bề áp đảo và hắn còn bị ném văng, dẫn đến đồ đạc trong nhà bị đổ vỡ. Sau đó, nạn nhân còn hô hào những người xung quanh. Sợ bị lộ nên Lâm đã rút vật sắc từ trong người đã thủ sẵn ra để xiên liên tiếp vào người nạn nhân, chỉ dừng lại khi cán của hung khí đã bị gãy gập. Lâm chạy một mạch xuống nhà, nhảy lên chiếc xe, nổ máy định tẩu thoát. Tuy nhiên, người dân xung quanh nghe thấy tiếng động lạ nên đổ ra, phát hiện hành động nghi vấn của Lâm nên đã xông vào bắt giữ. Từ đây, hành trình tội ác của Lâm và vợ ông S đã bị bại lộ. Tại phiên tòa diễn ra, tất cả các bị cáo đều quanh co, chối tội. Chín khai rằng Thị chỉ muốn đánh cảnh cáo chồng mình. Hai đối tượng Dung và Đức cãi là giúp Chín đánh ông S vì tình cảm chứ không phải thuê mướn gì. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã làm rõ Chín là chủ mưu nhờ tìm người ra tay với chồng. Không những thế, người đàn bà này còn dẫn Lâm về tận nơi để chỉ mặt ông S. Trước những chứng cứ rõ ràng, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã kết luận nhóm Chín, Đức, Dung và Lâm đã phạm vào tội giết người. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình cho Lâm. Các bị cáo Đức, Dung và Chín lần lượt tuyên 18 năm tù giam. Thưa quý vị, tình mẫu tử thiêng liêng và tình cảm mẹ con sâu sắc vốn luôn là được vấn đề đề cao trong cuộc sống hiện tại. Thế nhưng lại có những người mẹ chỉ vì những ham muốn dục vọng dơ bẩn mà đã nhận tâm tước đoạt đi mạng sống của chính đứa con do mình sinh ra. Không những vậy lại còn đứng nhìn nhân tình dìm con mình xuống dưới mương đến khi nạn nhân ngừng thở. Chi tiết vụ việc này ra sao? Bản án nào xứng đáng để dành cho người mẹ này và gã nhân tình kia? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn, Dương Thị Lưu được phân công về dạy tại một trường trung học cơ sở trong huyện Bắc Sơn.
cô giáo 21 tuổi này đã trở thành niềm khao khát của nhiều thanh niên trong làng, ngoài bản. Nhưng có lẽ duyên phận đã đưa đẩy Lưu đến với anh Dương Doãn Khanh, một thanh niên thật thà, chất phác nơi vùng cao. Họ đã có những tháng ngày hạnh phúc, khi ngày ngày Lưu mang chữ cái vào thôn bản, còn anh Khang bắt đầu chăm lo cho cuộc sống bằng nghề buôn thực phẩm từ chợ huyện về bán cho những bà con trong bản. Tối về, họ đoàn tụ bên nhau. Năm đó, đứa con trai đầu lòng của cả hai người ra đời. Họ đặt tên con là Dương Công Lân. Từ khi có con, đồng lương giáo viên vùng cao còn cõi cùng với số tiền ít ỏi Khanh đưa về không thể đảm bảo cho những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống thường nhật. Thế rồi, cũng vì kinh tế mà cô giáo xứ lạng này đã không ít lần gây chiến với chồng, khiến cho tình cảm của hai người bị rạn nứt. Chán nản, Lưu vướng vào những mối tình vụng trộm trong bản. Biết chuyện, dù rất yêu con, nhưng anh Khanh đã phải đưa đơn ra tòa ly hôn người vợ. Ngày chia tay, cháu Lân mới được 2 tuổi. Phần vì cháu dưới 36 tháng tuổi, phần vì Lưu có công ăn việc làm ổn định hơn chồng, nên Lưu được quyền nuôi con. Chữ ký ngày ly hôn vừa giáo mực, thì vài tháng sau, Lưu rước nhân tình về chung sống trong khu tập thể của giáo viên, bất chấp những lời gièm pha, dị nghị. Người đàn ông mà Lưu nặng tình đến quên hết tất cả ấy là anh Dương Công Thanh, sinh năm 1969, người cùng xã Quỳnh Sơn, hơn cô đến chục tuổi. Dáng dấp của gái một con mang mác cô giáo bản khiến Thanh mê mẩn. Và nhiều đêm, sau những cuộc mây mưa, đôi tình nhân này đã thể hẹn chung sống với nhau trọn đời. Thời gian đầu ấp tay gối, Lưu bày tỏ với người tình muốn có một đám cưới thật hạnh phúc. Nhưng gã trai tân này thì luôn tìm cách để lảng tránh. Những ngày chung sống trong căn phòng tập thể chật chội, ba người trên một giường, nhiều khi Thanh cảm thấy bí bách, không được tự nhiên bày tỏ tình cảm với người yêu vì sợ cháu Lân thức giấc. Đã có lần, Thanh ra điều kiện với Lưu rằng muốn tình yêu của hai người đi đến hôn nhân thì cháu Lân phải không được hiện diện trong buồng ngủ của họ. Yêu đến ngu muội, lú lẫn, Lưu chẳng nghĩ ra được kế sách gì ngoài việc sát hại chính con mình. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, tháng 8 năm 2003, Lưu viết một bức thư giả danh ông chú họ gửi cho Lưu, có nội dung xúi giục Lưu sát hại cháu Lân. Sau đó, Lưu đưa lá thư này cho Thanh xem để nhằm mục đích lôi kéo thực hiện việc đoạt mạng con trai mình. Bến xe Bắc Sơn mua một vỉ thuốc ngủ cất đi. Đến 15 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2004, Thanh đến nhà Lưu lấy vỉ thuốc ngủ, bốc lấy 2 viên đưa cho Lưu nghiền thuốc rồi hòa vào nước. Khi cháu Lân đang chơi ngoài sân, Lưu gọi con vào cho uống thuốc bổ. Nghe mẹ gọi, cháu hồn nhiên tự cầm chén uống hết mà không hề hay biết. Ít phút sau, cháu Lân thấy cồn cào, đòi mẹ cho ăn cơm. Nhưng khi ăn đến bát thứ hai, cháu bé đã ngấm thuốc nên tự lên giường ngủ. Hai kẻ sát nhân lập tức bê đứa bé đi tắt qua bờ ruộng đến chỗ mương nước mà cháu Lân hay tắm, cách nhà 150m. Thả cháu Lân xuống nước giả như cháu bị đuối. Nhưng khi vừa chạm nước lạnh, cháu bỗng tỉnh dậy, vùng vẫy, la hét. Nhưng Thanh đã dùng cả hai tay tóm vào gáy và dìm mặt cháu Lân xuống nước cho đến tắc thở. Xong việc, Thanh và Lưu giả vờ kêu khóc nhờ người đi tìm con. Sau khi tìm khắp làng mà không thấy, Lưu nói thằng Lân rất hay tắm ở mương, hay là nó bị đuối nước. Dân bản chạy đến mương nước và vô cùng bàng hoàng khi thấy thây của cháu Lân ở đó. Lo tang lễ cho con xong, hai kẻ sát nhân tưởng đã thoát được lưới của pháp luật. Nhưng không, vết bầm tím bất thường trên cổ cháu đã khiến cơ quan cảnh sát nghi vấn cháu Lân đã bị sát hại. Bên cạnh đó, công an tỉnh Lạng Sơn đã theo sát những bất thường trong sinh hoạt của cặp tình nhân này. Họ đã phát hiện, sau sự ra đi của cháu Lân, Thanh có những biểu hiện hoang mang. Khi các trinh sát tiếp cận với người nhà của người cha dượng mất nhân tính này, các chiến sĩ công an đã phát hiện ra màn kịch của họ. Đôi tình nhân nhanh chóng bị bắt, và vài tháng sau, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đưa ra xét xử lưu động tại nhà văn hóa huyện Bắc Sơn. Phiên tòa đã thu hút hàng nghìn người đến tham dự. Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy, Dương Doãn Thanh đã phải lĩnh án tử hình vì tội giết người. Còn Dương Thị Lưu nhận mức án chung thân về hành vi sát hại con đẻ của mình. Có những kẻ thù ác, dù có xử ở mức cao nhất, cũng chưa đủ đền tội,
Xong, có tội ác thì cần phải loại ra khỏi đời sống của xã hội, thoát án tử, nhưng sống mà như đã lìa đời. Với Lưu là như vậy. Không phải dựa cột như nhân tình, nhưng mỗi ngày đi qua là mỗi ngày Lưu sống trong khắc khoải, ân hận dày vò. Nhiều năm trôi qua, người đàn bà ấy chưa có lấy một giấc ngủ yên, bởi cứ chập choạng tối là chị ta lại nghe văng vẳng bên tai tiếng đòi cơm của đứa con nhỏ. Rồi cảnh chị ta đứng trên bờ mương, vô cảm nhìn nhân tình dìm con mình xuống làn nước đục, không một biểu hiện thương xót hay tỉnh ngộ. Lưu bảo cuộc đời của cô ta coi như hết rồi, sống để cho đau đớn gặm nhấm tâm hồn, chứ nào còn ý nghĩa gì nữa. Cô không mong sự tha thứ của người đời, càng không mong nhận được người thân thương hại. Chỉ biết sau mỗi đêm còn trở dậy, đi làm, nghĩa là vẫn đang tồn tại. Thưa quý vị, 25 tuổi nhưng đã có đến 5 người con và 5 đời chồng. Cuộc sống khó khăn, nay lại chồng chất khó khăn trên đôi vai nặng gánh của người mẹ trẻ. Trong giây phút nóng giận, chính người mẹ đó đã ra tay sát hại người mà mình mang nặng đẻ đau, để rồi nhận lại bản án từ pháp luật cùng với nỗi đau của những người ở lại và chính cả những đứa con của chị. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ở tuổi 25, Dung đã có 5 đứa con với 5 người đàn ông khác nhau, đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi. Các con của Dung đều không có cha, bởi khi Dung bụng mang dạ chửa thì người tình cũng bỏ đi. Không nghề nghiệp, không nơi nương tựa, Dung ôm con về quê Thừa Thiên Huế ở với cha mẹ. Nhưng cha mẹ Dung vốn nghèo, cha Dung làm nghề chài lưới, còn mẹ ở nhà thì có gì làm đấy. Cha mẹ Dung cũng phải chật vật mới nuôi lớn được 4 chị em Dung, nhưng chỉ có 2 người đi học đến cấp 1. Quá khó khăn, năm 2020, Dung lại gửi 3 đứa con cho cha mẹ nuôi, rồi ẵm đứa con gái 3 tuổi và đứa con trai út 2 tuổi vào thành phố Hồ Chí Minh đi xin ăn và bán vé số sống qua ngày. Sáng hôm đó, Dung dậy sớm nấu cháo cho 2 con. Đến 6 giờ 20 thì con gái dậy, Dung cho bé đi vệ sinh rồi trở ra nấu nướng. Quay lại, thấy người con vấy bẩn, cơn giận phừng phừng. Dung không nhớ mình đã làm con gái đau bằng bao nhiêu cái bạt tai. Khi sực tỉnh lại thì con đã bất tỉnh. Dung vội vàng ôm con chạy ra đường nhờ người bệnh trở đi cấp cứu. Bé C, 3 tuổi cũng là kết quả của mối tình chớp nhoáng như vậy. Từ khi lọt lòng, C chỉ có mẹ. Sáng hôm đó, cũng như bao ngày bình thường khác, em dậy và được mẹ dẫn đi vệ sinh. Trong cơn ngái ngủ, C chẳng may làm bẩn quần áo. Lúc này thì mẹ vào, trông thấy C, mẹ giận lắm, ra đòn vào tay và ký vào đầu em. C mếu máo trong nước mắt, nhưng mẹ đẩy em vào phòng rồi liên tục xối xả những mảng tiếng lớn lên người con. C khóc lớn, cơn thịnh nộ của mẹ vẫn chưa nguôi. Mẹ liên tục tác động vào mặt, vào đầu, vào lưng em. Mỗi trận trút xuống, mẹ lại hét lên, mày biến đi, biến đi. Em chạy đến ôm lấy mẹ, nhưng mẹ đẩy em ra. Và rồi em đã lịm đi đau đớn và sợ hãi. Bé C đã hóa thành thiên thần bay đi, còn mẹ em bây giờ phải ra hầu trước tòa. Trước bụng khai báo là một cô gái trẻ, chiếc áo xanh thẫm tương phản với nước da trắng bệch của cô. Đôi mắt Dung cụp xuống khi nghe đại diện viện kiểm soát thuật lại hành vi tàn ác của chính mình đối với đứa con gái ruột. Cuộc đời buồn của Dung được chắp nối qua những câu hỏi đáp. Lúc 8 tuổi, trường gần nhà mở, mẹ bị cáo cũng định cho bị cáo đi học, nhưng không có tiền đóng học phí nên bị cáo không biết chữ. Năm 17 tuổi, bị cáo đi lang thang, rồi lần lượt có 5 đứa con, trong đó có bé C. Nghèo, đông con, có lần Dung tìm đến chất cấm nhưng may mắn không chìm vào nó. Thu nhập từ việc bán vé số không đủ cho ba mẹ con xoay sở. Cái vòng luẩn quẩn, bức bối cứ thế trôi đi cho đến khi xảy ra sự việc. Không giấu nổi xót xa, nữ chủ tọa hỏi, bị cáo nói bị cáo thương con mà tại sao lại tác động con mình đau đến tàn nhẫn như vậy khi bé còn quá nhỏ. Dung thều thào trả lời, trước giờ bị cáo chưa từng đánh con. Hôm đó, bị cáo bức bối trong người, vừa buồn vừa lo lắng vì không có tiền gửi về cho mấy đứa con đang ở quê. Bị cáo cũng không biết tại sao lúc đó bị cáo lại làm như vậy. Bị cáo có biết tác động vào đầu bé là nguy hiểm, có thể gây chấn thương sọ não không? Bị cáo nóng giận quá, bị cáo không nghĩ là con sẽ mất đi, bị cáo sai rồi.
nghịch cảnh của bị cáo, bị hại khiến cho không khí phiên tòa trở nên ngột ngạt. Quay lại bị cáo, vị hội thẩm giáo huấn: bây giờ bị cáo mới nhận ra thì chậm rồi. Đứa bé sinh ra phải có quyền sống, quyền được cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, cho ăn học, chứ không phải sinh con ra có quyền làm gì thì làm. Hành vi này không chỉ là sai mà là ác. Tất cả các bà mẹ đều đổ lỗi cho tâm lý để bao biện cho việc sát hại con ả. Dung im lặng. Phía bên dưới phòng xét xử, với vai trò là người đại diện cho người bị hại, khi nghe tòa hỏi ý kiến, bà L, mẹ của Dung, bỗng bật khóc. Vừa rời chuyến xe đò từ quê vào Sài Gòn, bà tất tả bắt xe ôm đến tòa, nơi con gái bà đang bị xét xử về tội giết người. Mấy năm trời mẹ con bà mới gặp lại nhau, nhưng chớ trêu lại trong hoàn cảnh thế này. Bà nộp đơn xin tòa giảm nhẹ cho đứa con khờ dại của mình, vì Dung còn có 4 đứa con nhỏ hiện đang do bà nuôi dưỡng, và giấy xác nhận đã nộp 5 triệu đồng tiền viện phí cho bệnh viện. Gia đình bà khó khăn, vợ chồng bà sinh được 4 người con, nhưng chỉ 2 người được đi học, mà học rất thấp. Sao bà nhìn thấy Dung sinh tới 5 người con mà bà không khuyên bảo? Vừa giận vừa thương, vị hội thẩm trách móc: đứa bé không có tội, tội là do người lớn tạo ra. Không có công ăn việc làm, không có trình độ, không có học vấn, rời khỏi quê hương, gia đình vào đây để đi bán vé số. Nguồn thu nhập không ổn định, nhưng lại có đến 5 đứa con. Với tư cách là người mẹ, đã trải qua hoàn cảnh khó khăn và đông con, thấy con mình như vậy thì phải tư vấn, chỉ bảo cho con biết. Đứa trẻ sinh ra không được quyền lựa chọn, sinh con ra rồi, nghèo khó quá lại đổ lỗi lên đầu con. Bà L im lặng, nước mắt rỉ ra, lăn dài trên má của người đàn bà lam lũ. Có người mẹ nào không muốn cho con mình một nền tảng, một cuộc sống tốt đẹp hơn? Thế nhưng mong muốn ấy cũng trở thành xa xỉ với bà L và con gái. Nếu như được làm lại, bà sẽ không để Dung ly hương. Bà sẽ biết cách để khuyên bảo, để bi kịch hôm nay sẽ không xảy ra. Bà L dẫn theo bé Ca, con gái út của Dung, vào Sài Gòn để thăm mẹ. Cảm thương hoàn cảnh, trước phiên tòa, anh cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã tạo điều kiện cho hai mẹ con Dung gặp nhau. Thế nhưng không có hoàn cảnh ôm ấp sau bao ngày xa cách, vì Dung không nhận ra con. Lúc Ca 2 tuổi thì mẹ bị bắt, Ca về sống với bà ngoại. Đến nay bé đã được 4 tuổi. Do còn quá nhỏ nên Ca đã không được vào phòng xét xử. Nó thơ thẩn chơi ở ngoài sân chờ bà ngoại. Có lẽ những lần sinh nở liên tục trong 6 năm qua, cộng thêm đời sống cơ cực, đã khiến Dung kiệt sức, ngất xỉu khi đang thẩm vấn. Phiên tòa buộc phải hoãn vì sức khỏe của bị cáo. Bà L lại khăn gói dẫn cháu về quê. Nhiều người dự khán đã góp tiền để chia sẻ một phần khó khăn với bà. Bà nói dẫu rằng phía trước còn có nhiều khó khăn, nhưng bà sẽ cố gắng để cho các con của Dung đi học, để cuộc đời chúng không lặp lại bi kịch như mẹ và bà của chúng.